Chúng ta đang ở căng tin trường Nông Lâm và chúng ta tôi bất chợt là gặp hai cái thí sinh của mùa tuyển chọn chương trình cổ năm nay. Các bạn đang ngồi ăn một bữa cơm chiều rất là đạm bạc đơn sơ với một ông già. Đây ba em hay gì? Dạ, bố. Bố em hả? Bố em tên gì? Trời ơi, bố em mà em biết tên là sao? Tên Hồng. Bố em tên Hồng, bây giờ em hỏi em mới biết đúng không? Đây là giới thiệu các bạn, đây là thí sinh Kim Tuyến. Kim Tuyến là quê ở An Phú, An Giang. Kim Tuyến rất là xinh đẹp. Hôm nay là chưa trang điểm mà còn xinh đẹp như thế này thì chắc trang điểm xong chắc là bao nhiêu người chết lắm. Không, anh không có thả thính nha. Ôi, anh thả thính anh chịu không nổi đâu. Anh không thả thính mà anh còn chịu không nổi đó. Anh giờ mình chưa có thả bả. Sao thôi em? Em đẹp, em có quyền. Sao em mặc cảm với cái chiều cao của em vậy Như? Trời, cao chứ bộ, cao 1m52 đó anh. Chiều cao ai cũng đâu? Có chiều cao ai cũng có. Cao có 1m50 hả? Trời, vậy là anh ăn gian của em 0.2cm, anh xin lỗi em, anh có lỗi với em. Chiều cao ai cũng có, vấn đề là cao bao nhiêu thôi. Em 1m50. 1m3 thì cũng là có chiều cao đúng không? Anh ơi, giả bộ mình ăn cơm với trứng như vậy mình đủ sức mình hát không anh? Dạ, tại hết đồ ăn rồi, chỉ còn trứng thôi. Nhưng mà ăn trứng vô có đủ sức để hát không em? Các bạn thí sinh rất là tội nghiệp, rất là dễ thương, rất là tội nghiệp rồi các bạn ơi, bởi vì đài phát một ngày là 120.000 để ăn cơm. Nè, tặng cho cái bánh nè, đó, ăn cơm xong có bánh. Đây là cái anh quay phim của chương trình Chủ nhật vòng cổ. Không có đâu, anh giỡn hoài. Bên kia cũng có anh, để ăn chập bùm đó đó. Anh thấy thí sinh cái ăn cơm tội nghiệp quá, cái anh cho bánh nè. Đó. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà không có cho cái điện thoại, không có cho điện thoại cái nha. Cái điện thoại dạ, của Như đó hả? Dạ, con cầu mong là sẽ cho con thêm cái điện thoại, tại vì cái điện thoại con rất là đẹp. Em hôm qua em chưa thi đúng không? Mai em thi đúng không? Hôm qua tập rồi hư hỏng gì, giận dỗi gì mà đập điện thoại vậy? Nói chứ đây là Quỳnh Như các bạn. Quỳnh Như này, bạn Quỳnh Như này thi ở điểm thi Long An. Đúng không? Long An. Quê bạn Quỳnh Như ở đâu ta? Dạ, em ở Trà Vinh. À, Trà Vinh là cùng quê với là Trịnh Ngọc Quyền đúng không? À, hồi nhớ có năm nào đó mà Trịnh Ngọc Quyền với lại Quỳnh Như là dắt nhau đi thi với Tiền Giang đúng không? Đúng rồi. Mà sau bao nhiêu năm bạn vẫn ăn cơm với trứng, không có gì thay đổi. Hồi đó mà cơm với trứng hả? Mà Trịnh Ngọc Quyền bây giờ ăn cơm với cái tép rang với bao muốn làm gỏi. Còn bây giờ vẫn ăn cơm với trứng. Sao như là hy vọng là năm nay sau năm nay sẽ không còn ăn cơm với trứng nữa. Mỗi đời. Dạ, hy vọng sau năm nay em sẽ không còn cơm với trứng nữa. Có thể ăn với nước mắm hoặc nước tương. Dạ, ngày mai em sẽ ăn cơm với canh chua. Đài phát một ngày 120.000. Một dĩa cơm ở đây là giá là 39.000. Đúng không? Đúng rồi. Ăn hai bữa là hết 80.000. Ăn bữa sáng 40.000 nữa. Là nói chung là đài cũng tính vừa khích rồi. Đủ sống thôi. Không có cho dư đem về mua bánh cho con. Anh làm gì có được phát 120.000 để ăn em. Thì anh là không có được phát 120.000 cho nên anh đâu dám ăn cơm đâu. Không. Không được. Ăn của thí sinh là mang tiếng lắm, không bao giờ ăn. Không có gì đâu. Thì giống như lâu lâu anh em mình gặp vậy đó. Không có, cả đời mới gặp lần chứ không phải lâu lâu. Lâu lắm luôn rồi đó. Em gặp anh hoài luôn á, em kết bạn với anh lâu vậy đó. Gặp trên Facebook đúng không? Zalo hả? Zalo thì anh ít có hoạt động lắm. Anh chủ yếu hoạt động trên Facebook hoặc là hai cái kênh YouTube. Chứ còn Zalo thì lâu lâu. Bởi vậy ai có muốn nổi tiếng thì hỏi đến cái... Thôi, anh không cần quảng cáo. lên kênh anh là tai tiếng nhiều hơn là nổi tiếng. Chứ chúc các bạn ăn ngon miệng ha. Rồi chúc các bạn ngày mai tập tốt ha, thi tốt nha. Anh thì anh chúc em là sang năm không còn ăn cơm với trứng nữa. Có thể là sang năm
lúc nào đó anh gặp em với một cái tư cách khác, không phải là với tư cách là một thí sinh nữa ha. Dạ. Tư cách là một nghệ sĩ lớn các hàng. Dạ. Ngôi sao chung nhà dòng cỏ cho ngày ha. Em sẽ là gì? Em cũng là một ngôi sao chung nhà dòng cỏ. Cảm ơn. Mong hy vọng như vậy ha. Chúc các bạn ăn ngon miệng. Bye bye các bạn. Bye bye, bye, bye những người đẹp. Đều những người có chiều cao trong xã hội. Đây, ê, ông Hồng. Trời ơi, ba em hả? Ba em là Hồng hả? Phim chưa hết, clip chưa hết các bạn. Còn nữa. Nó chơi đây là Thanh Hồng rồi các bạn. Vô tình qua đây ăn gặp mấy em, chung vui. Anh Thanh Hồng là một cái người chuyên chăm sóc cho các thí sinh những cái tiết mục thi. Ảnh là được mệnh danh là huyền thoại hậu trường. Cất giọng lên là biết ai nói tiếng hậu trường rồi. Không cần thấy mặt.